Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Sang sẽ giới thiệu cho mọi người một cái combo di động cực kỳ hot hiện nay tại Thiên Vũ. Mọi người theo mình nha. Hôm nay thì mọi người thấy thì Thiên Vũ đang bê đồ đạc ra để mà vệ sinh trước, vệ sinh từ từ. Nói chung thì cũng sắp tới Tết rồi mọi người, nên là làm trước được là thấy đó. Đây, sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Sẵn đây không gian rộng. Một cái màn hình di động. Đó, màn hình ta thường là ta nói là lắp ở nhà không à, sao mà nói cái màn hình này tự nhiên màn hình di động, tại vì nó có tích hợp pin đó mọi người. Và cái con này nó còn có cái hệ điều hành Android 12, nên đâm ra là nó có thể kết nối Bluetooth với tất cả các dòng loa di động hiện nay trên thị trường, ví dụ như là Ever 8 nè, hoặc là loa Bose 1 Pro, Bose 1 Pro LED, hoặc là cái loa Mavic 5 để ngoài kia. Mình thường mình kết nối con này với Mavic 5 để ngoài kia cho nó mở nhạc sáng trưa chiều gì đó, mình mở đều 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 và mình cắm điện trực tiếp. Còn chừng nào mà mình đi mà ra ngoài thì mình có thể mình rút ra mình xài pin trực tiếp. Thì cái con này pin của nó thì khoảng tầm 4 đến 5 giờ đồng hồ, thì 4 5 giờ đồng hồ thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng để hát karaoke thoải mái rồi, không có ai mà hát dữ dằn cho tới là 5 6 tiếng 7 8 tiếng đâu. Còn không thì nếu mà hết pin thì mọi người cứ cắm trực tiếp vô, cắm nguồn trực tiếp vô mình xài thôi. Đây giới thiệu mọi người gần hơn nè. Thì cái màn hình Tomco này hiện tại thì nó khoảng tầm 12 inch. Con này thì 22 inch và màn hình này là màn hình hồng ngoại nha mọi người. Màn hình hồng ngoại. Và cái kết nối của nó rất là mượt. Đối với con này kết nối rất là mượt, mình rất là thích. Và đặc biệt hơn ở trên cái con này nó có cái khả năng đó là cái tìm kiếm giọng nói nó rất là nhanh và nó nhạy nè. Ví dụ như là mình karaoke nhạc trẻ hiện nay. Nó nghe từng câu của mình và nó đưa ra cho mình cái sự liệt tìm kiếm đúng với gì mình mong muốn luôn. Ví dụ như là xem phim karaoke. Nói gì nói sẵn cũng ra được nữa. Mình nói xem phim mà có karaoke là nó ra luôn, ghê không? Ghê không? Thì nói chung cái màn hình này hiện tại thì giá đang khoảng tầm 7 triệu rưỡi mọi người. Nhưng mà mọi người tới Thiên Vũ test đi, ok thì mình sẽ có cái giá tốt hơn cho mọi người xài. Nhưng mọi người thấy nè, hiện tại thì sản phẩm này nó đang có hai màu trắng và đen, tùy theo cái nhu cầu của mình. Thí dụ như là các bạn để nhà mình không có mang đi nhiều thì mình cứ xài màu trắng nhìn nó rất là sang. Cái màu này thì mình nghĩ là đưa vô bất cứ không gian nhà nào nó cũng tôn lên cái sự sang trọng của mình. Còn nếu như mà mọi người hay mà đi chơi du lịch á, mọi người dạng mà du lịch picnic luôn á, thì mọi người giúp mình xài màu đen đi. Thiệt sự là màu đen nó sẽ tốt hơn, chứ còn mà màu trắng mà đưa ra ngoài đường nhiều khi nó thành cái màu cà phê sữa nữa, mệt lắm mọi người. Rồi ok mọi người, thì ở đây nó có thiết kế cho mình một cái cây nè. Thì cái cây này á, nó làm với cái chiều cao nó vừa tầm với mắt mình khi mà mình hát karaoke. Mình không cần phải cầm như là những cái iPad, những cái điện thoại cầm rất là mỏi tay. Bây giờ hát karaoke thì cứ mở trên này để như vậy thôi. Và mình hát karaoke, mình đứng đây mình hát thì cái tầm mắt của mình nó vừa phải. Thì cái này mình có thể xoay được nha mọi người. Màn hình này xoay được, xoay ở chiều bất kỳ chiều nào luôn. Ví dụ như là muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc. Rồi xoay là nó tự động nó chuyển cho mình như cái điện thoại vậy thôi, chứ không có khác gì hết á. Rồi thì bây giờ thì mình thử nha, mà thử kết nối Bluetooth với cái con Ever 8 này coi sao nha. Nè đó, vuốt đi cho em một cái giao diện của điện thoại luôn. Android 12 thì Android 12, nói chung với Android 12 thì quá mượt rồi. Giờ đây luôn này, mình hay kết nối con Emoi 5 á. Đây Ever 8 nè, mình có kết nối sẵn nè, mở vô nè. Đó, từ từ đợi xíu. Rồi mọi người vô nè, vô nhanh không? Đây, có mấy cái loa mình kết nối rất là nhiều dòng loa di động cho con này, từ con Mavic 5 rồi cái con BDK8 rồi Electrovoice 30M rồi cái con MK2 S1 Pro, Pro 8. Nói chung là cái loa di động nào mà nó có cái Bluetooth là mọi người hoàn toàn có thể kết nối được với cái màn hình này, mà cái đó cực kỳ nhạy, cực kỳ nhanh và đặc biệt hơn thì tìm kiếm dễ dàng. Ok thì bây giờ thì mình sẽ thử ha, ra mình thử tìm một bài coi. Đó. Giờ mình thử tìm một bài nè. Karaoke. Ồ, lớn lắm mọi người, để tắt tắt âm lượng trên này cái. Mọi người khi xài á, mọi người tìm kiếm mọi người nhớ tắt nha, tại vì mình cái nói với cái loa đã âm lượng lớn. Ok. Karaoke khắc Việt. Đó, ra liền. Đó. Tốc độ rất là nhanh.
khi mà mọi người đi chơi thì mọi người có thể phát wifi cho nó, phát wifi từ cái điện thoại di động mình á. Rồi, ok, thử một bài nha mọi người, thử một bài trên cái con lo Eva 8 coi sao, coi nó mượt mà như thế nào ha. Ok, bây giờ test thử một bài, bài này khá là lâu rồi. Anh nhận ra tăng âm lượng ở phía bên hông nha mọi người. Hey, so big. Biết bao con đường mà sao ta vẫn đi còn đường ấy, có biết bao nhiêu người mà sao em vẫn yêu em, có biết bao cuộc tình rời bỏ tới nhưng chỉ buồn thoáng qua, nhưng với em không vậy. Gần bên em, anh cảm thấy yêu em. Và anh xin lỗi em, có những lần anh đã vội vã mà phút tâm quên mất đi. Có một đời lần ngóng trong từng đêm, và khi anh đã em ở bên, luôn cho anh một vòng tay ấm áp. Mà khi em đau anh ở đâu, để cho em phải khóc thật nhiều. Người yêu ơi, anh đã sai, hãy thứ tha cho anh người nhé. Vì anh biết chỉ có em sẽ cho anh hạnh phúc trọn đời. Ok mọi người thấy đó, vừa rồi thì mình rút dây nguồn ra và mình xài pin trực tiếp của con này đi đó, và mình điều khiển bánh xe mình đi tất cả mọi nơi nó rất là mượt, cái bánh xe nó rất là mượt nha, đẩy tới đẩy lui, di động quá di động rồi. Và cái con này xài pin 4-5 tiếng đồng hồ thì hát karaoke thoải mái, muốn hát ở đâu trong nhà cũng hát được đó. Thì cái màn hình này như nãy mình nói là có giá khoảng tầm là 7,5 triệu, nhưng mà mọi người cứ tới Tiên Phủ test thử trải nghiệm thử đi mọi người trải nghiệm thấy ok hợp lý thì mình sẽ có những cái giá tốt hơn để cho mọi người mang về nhà chơi Tết. Ok mọi người, thì đây sẽ là một cái sản phẩm nó khá là phù hợp cho những cái combo di động hiện nay trên thị trường Thì video clip của mình đến đây là hết rồi. Nếu mọi người cảm thấy thích màn hình tôm cô, hãy để lại comment phía bên dưới, Thiên Vũ sẽ trả lời, nhắn tin cho mọi người sớm nhất để mọi người có những cái sản phẩm tốt nhất. Ok, xin chào ngày hôm nay.